mấy hôm nay thì mấy anh em có hỏi về mình về cái giá của cái tấm lam sống này. Thì lam sống này nó nhiều dạng giá lắm ha. Hôm nay mình sẽ nói cho mọi người một cái số giá cơ bản những cái mẫu mình đang cầm trên tay nè. Đây là cái mẫu 4 phần mà cái sống thấp ha. Thì cái mẫu sống thấp này giá nó rơi vào khoảng 82.000 một thanh ha. Thì kích thước của nó là 1.95, cao của nó là 9 phân. Còn cái tấm mà mình đang cầm trên tay nè thì nó cũng là ngang 1.95, cao của nó là 12, dài của nó là 2.9 ha. Còn tiếp theo là cái tấm hình cái lỗ tròn này nè thì nó dày hơn. Dày hơn giá thành nó cũng cao hơn ha, nhìn nó sẽ cứng cáp hơn. Thì mình làm thì mấy cái sản phẩm nào mình nó dày nó cứng cáp hơn thì giá thành nó sẽ cao hơn. Thì cái dạng mà lỗ tròn này á thì một thanh của nó 135.000, thì kích thước nó cũng như vậy thôi, nhưng mà cái sống nó sẽ cao hơn ha, sống nó là 14. Thì đây nó vận dụng ốp cho những cái vách trang trí, trần, tường, đặc biệt là trong nhà thôi ha. Còn ngoài trời mình sẽ dùng cái vật liệu khác ha. Mọi người nếu mà có câu hỏi gì hãy để lại bình luận, comment, mình sẽ hỗ trợ mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nhé.